ơi, chào bạn nhá. Hôm nay tôi lại đi làm video clip cho bạn xem đây. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Hôm nay là chiếc xe công lượng 3 bánh sẽ chở đá vào trong công trình trong ngõ xóm. Chở nhà ai đi xem rồi. Em gặp lại các bạn ở video sau nhé. Các bạn xem video của mình ấn chuông và chia sẻ ủng hộ cho kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.